Messi đã chia sẻ niềm hạnh phúc và tự hào sau khi giành quả bóng vàng 2023 tại Paris, Pháp. Đây là món quà quý báu không chỉ dành cho anh mà còn cho toàn đội tuyển và đất nước Argentina. Trong buổi lễ, Messi không quên khen ngợi Erling Haaland và Kylian Mbappé, hai cầu thủ xuất sắc đứng ngay sau anh trong cuộc đua giành giải thưởng. Anh tin tưởng rằng Haaland và Mbappé sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong tương lai với quả bóng vàng. Messi cũng dành lời khen ngợi cho các tài năng trẻ trên sân cỏ và tin rằng bóng đá sẽ tiếp tục thăng hoa với những cầu thủ đầy tiềm năng này. Anh thừa nhận rằng thế hệ cầu thủ luôn thay đổi, nhưng đẳng cấp của bóng đá không bao giờ giảm đi. Messi nhớ lại những thời điểm khó khăn trong sự nghiệp của mình, bao gồm cả thất bại của tuyển Argentina tại World Cup 2022. Tuy vậy, anh không bao giờ từ bỏ và luôn chiến đấu để đạt được những mục tiêu lớn như vô địch Copa America và World Cup. Sau khi giành quả bóng vàng 2023, Messi vẫn đam mê bóng đá và quyết tâm tiếp tục tận hưởng sân cỏ, dù anh không còn thi đấu tại châu Âu. Điều duy nhất anh muốn là có thêm niềm vui từ việc tiếp tục tham gia vào trái bóng tròn. Quả bóng vàng 2023 đã là lần thứ 8 mà Messi góp tên mình vào danh sách vinh danh của giải thưởng này.